Hiện tại, các đơn vị nhà thầu đang triển khai 4 mũi thi công phần cầu chính và cầu dẫn. Trong đó, đã hoàn thành đổ bê tông được 20 trên 178 cọc khoan nhồi. Việc thi công đường dẫn đang gặp khó khăn do vướng mắc về mặt bằng. Ở phía dưới sông đấy thì là thi công đồng đều các cái trụ chính, trụ T3, T5, T6, T7, T8. Còn ở trên bờ hiện tại chúng tôi đang phối hợp với các bên liên quan để tiến hành giải phóng mặt bằng cũng như là đắp các cái đường công vụ để tiến hành thi công vào đầu tháng 7. Dự kiến hạng mục cọc khoan nhồi sẽ hoàn thành thi công trong tháng 9 năm 2020. Tháng 1 năm 2021 thi công xong toàn bộ dầm chính của cầu chính. Tháng 7 năm 2021 hoàn thành hệ vòm thép cầu chính. Tháng 10 năm 2021 thi công hoàn thiện bê tông nhồi vòm thép. Các hạng mục khác sẽ tiến hành song song với đường găng tiến độ của cầu chính. Đến thời điểm này, công tác quản lý chất lượng và công tác vệ sinh an toàn chưa có vấn đề gì. Nhà thầu cũng tích cực triển khai và tư vấn cũng bám sát thường xuyên nào theo tiến độ thi công của nhà thầu. Chủ đầu tư cũng đã yêu cầu nhà thầu lên phương án huy động vật tư, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công 3K trên công trường, đảm bảo cái đường găng của dự án. Thứ hai là cũng đã yêu cầu nhà thầu lên phương án thi công trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Dự án cầu Cửa Lục 1 được khởi công từ cuối tháng 4 năm 2020, có tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, chiều dài toàn tuyến trên 4,2 km với 6 làn xe. Dự kiến công trình hoàn thành vào cuối năm 2021 sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và thu hút đầu tư vào thành phố Hạ Long.